chào các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh, cho series video quen thuộc mỗi khi cập nhật phiên bản mới. Và lần này là những thông tin và phân tích phiên bản mà rất nhiều fan của Akali đang hóng, phiên bản 10.3. Để xem trong phiên bản này, ngoài Akali ra thì những đối tượng nào đã bị đưa vào danh sách đen, những ai được tăng sức mạnh không nhỉ? Bắt đầu thế nào? Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì Cà Phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà Phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Đầu tiên thì hãy nói về cái tên được quan tâm nhiều nhất ở phiên bản lần này, Akali. Đúng như dự đoán, đây là một phiên bản đánh dấu đợt giảm sức mạnh khá nặng và cô nàng sát thủ này. Và cụ thể như sau. Đầu tiên là kỹ năng Quỳ, phi đao 5 cánh của Akali. Kỹ năng này sẽ tăng thêm 20 nội năng mỗi cấp khi sử dụng. Đây là đòn giảm sức mạnh đầu tiên của cô nàng này, khi kỹ năng được xem là kỹ năng gây sát thương chính khi đi đường, farm lính và tấn công đã bị tăng thêm nội năng sử dụng và bạn sẽ không thể dùng một cách bừa bãi nữa. Khả năng dùng nó để trụ lan cho các kèo khó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tiếp theo sẽ là W, bom khói của Akali. Giờ đây thay vì được tăng tốc độ di chuyển trong suốt thời gian ẩn mình của bom khói, Akali sẽ chỉ còn được tăng tốc độ di chuyển giảm dần trong 2 giây sau khi sử dụng chiêu thức này mà thôi. Lượng tốc độ di chuyển mới dù có tăng lên khá nhiều so với cũ, cụ thể là thêm 10% mỗi cấp, thế nhưng chỉ trong 2 giây. Vậy nên đây có thể được coi là đòn giáng sức mạnh tiếp theo cho Akali, bởi bạn không thể tiếp tục di chuyển một cách khó chịu trong vùng bom khói như trước. Phương án sử dụng bom khói lúc này như một công cụ tăng thêm khả năng tiếp cận hay đào thoát thì sẽ có vẻ hợp lý hơn. Và cuối cùng là chiêu cuối R, sát chiêu hoàn hảo. Một thay đổi được xem là đòn chí mạng giáng vào Akali chính là việc giờ đây khi bạn kích hoạt lần một chiêu này, Akali buộc phải trỏ vào tướng thay vì một điểm bất kỳ như trước. Ngoài ra tầm sử dụng sẽ là cố định 675, tầm lướt sẽ là 675 đến 825, tùy thuộc vào khoảng cách đến mục tiêu. Nếu anh em nào chơi Akali thì cũng đều biết rằng R lần một cô nàng này có thể dùng theo nhiều cách khác nhau, như sử dụng từ bên ngoài giao tranh để tăng tầm tiếp cận, rồi dồn đam bằng R2. Thay đơn giản là dùng R1 để đào thoát khỏi các tình huống nguy hiểm. Giờ đây với kiểu R1 vào mục tiêu như thế này, độ linh hoạt của Akali sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Akali chỉ có thể đào thoát bằng W hoặc E mà thôi. Chả biết nói làm sao nữa. Chắc chắn Akali sẽ bị giảm đi tỷ lệ chiến thắng lẫn tỷ lệ chọn ở phiên bản này. Nhưng biết làm sao được, đó là sự lựa chọn của Riot mà. Anh em phải nghe theo thôi và tìm một lối đi mới cho Akali thôi ạ. Sát thủ đơn độc Akali không phải là cái tên duy nhất bị giảm sức mạnh đâu mọi người ạ. Aphelios, song nguyệt chiến binh, tiếp tục nhận thêm một đợt giảm sức mạnh nữa. Và lần này nhắm vào kỹ năng Q ở dạng súng bắn xa Calibrum. Khi bắn trúng mục tiêu, Aphelios chỉ có thể click hoạt 2 lần vào đối tượng trong khoảng cách là 1800, thay vì mọi lúc mọi nơi như trước. Mình nghĩ đây không phải là đợt giảm sức mạnh gì quá to tát lắm, bởi 1800 cũng là khá xa. Và hầu như anh em đều biết chuột phải ngay đối tượng sau khi trúng chiêu mà đúng không? Echo bị giảm đi 1/4 sát thương lên quái rừng của nội tại. Từ 200% xuống còn 150%, khiến khả năng dọn rừng của vị tướng này sẽ kém đi đôi chút. Diana giảm bớt mana khởi điểm từ 420 xuống còn 375. Và ngoài ra chiêu W sẽ bị giảm đi sát thương mỗi quả cầu đi 4 cấp, khiến lượng sát thương mà cô nàng này gây ra trong chuỗi combo sẽ thấp hơn đôi chút và không quá mạnh cho giai đoạn đầu trận vì lượng mana đã ít đi khá nhiều. Cái tên giảm sức mạnh nữa đó chính là xạ thủ top đầu trên bảng xếp hạng hiện tại, Miss Fortune. Lượng tốc độ đánh theo cấp của cô ta sẽ giảm xuống từ 3% xuống còn 2,25% mà thôi. Điều này tưởng chừng như nhỏ nhưng lại khiến lối chơi Miss Fortune chinh phục bị ảnh hưởng khá nhiều, bởi giờ đây bạn không còn có thể tích điểm nhanh hơn trước. Vậy nên theo mình, anh em hãy quay trở lại lối chơi Miss Fortune sẵn sàng tấn công truyền thống để dồn đam nhanh hơn. Rumble, tên Yodo thích nghịch lửa cũng nhận được đợt giảm sức mạnh trong lần này khi lối chơi Rumble đường giữa hay thậm chí là hỗ trợ đang tỏ ra khá khó chịu ở phiên bản trước. Cụ thể thì các chỉ số như giáp hay sát thương tay giảm nhẹ. Kỹ năng W, khiên phế liệu, giảm khá nhiều lượng tốc độ di chuyển ở cả dạng thường lẫn dạng trạng thái quá nhiệt. Kèm theo đó là lớp khiên cũng bị giảm đi ở những cấp độ đầu, khiến Rumble không trở nên quá cơ động và trâu bò một cách khó hiểu trong giai đoạn đầu trận để đánh đổi với lượng sát thương mà hắn ta có thể gây ra. Ba cái tên hỗ trợ cũng bị giảm sức mạnh trong phiên bản 10.3 này lần lượt là Leona, Sona và Senna. Với Leona
thì cô nàng sẽ bị giảm lượng sát thương gây ra bởi chiều W và E. Điều này theo mình thì không ảnh hưởng lắm đến cô nàng, bởi người ta chọn Leona vì đây là một cỗ máy khống chế hạng nặng, cùng với đó là khả năng trâu bò đến từ W hơn là sát thương. Sona giảm đi lượng tốc độ di chuyển cho bản thân khi dùng chiều E từ 25% xuống còn 20% và giảm bớt đi một chút dựa theo lượng sức mạnh phép thuật cộng thêm. Cũng phải thôi, ngực to thì nên đi chậm lại một chút mới bảo toàn định luật vật lý đúng không nào? Senna thì lại có một số tinh chỉnh thú vị về tỷ lệ phần trăm linh hồn rơi ra. Cụ thể thì tỷ lệ linh hồn từ lính mà Senna không giết rơi ra tăng từ 20 lên 25%. Thế nhưng đối với lính xe pháo, tỷ lệ rơi ra thay vì 100% nếu Senna hạ gục giảm xuống chỉ còn 1,67% mà thôi. Điều này trực tiếp nerf thẳng vào lối chơi Senna xạ thủ nâng cấp băng giá. Bởi chỉ lối chơi này thì Senna mới cần phải spam xe pháo. Buộc anh em phải đưa cô nàng này về đúng với vị trí vốn được sinh ra, đó chính là hỗ trợ. Ngoài ra thì W của Senna cũng loại bỏ việc đồng minh của cô ả không còn tàng hình thoáng chốc trong màn sương nếu Senna bị tiêu diệt. Cuối cùng là tướng mới Seth. Hắn ta đã bị nhắm tới và có đợt giảm sức mạnh đầu tiên kể từ khi ra mắt. Cụ thể thì khả năng hồi máu cơ bản giảm từ 9,25 xuống còn 8, khiến Seth không còn quá dai sức trong giai đoạn đi đường. Kỹ năng W, cuồng thú quyền, này gia tăng thêm thời gian hồi chiêu mỗi cấp. Sát thương cơ bản giảm xuống ở những cấp độ sau. Để giảm sức mạnh lần này là cần thiết, bởi Seth đang quá ổn định ở khu vực đường trên. Tuy nhiên việc nhắm vào sát thương ở chiêu W sẽ không khiến hắn ta giảm đi sức mạnh quá nhiều, bởi sự khó chịu của họ kỹ năng này vốn đến từ lớp khiên ảo siêu to khổng lồ mà hắn có thể tạo ra khi nhận sát thương. Dù sao thì tăng thêm thời gian hồi chiêu cũng giúp đối thủ của Seth có thể đối phó với tên đại ca sợ mẹ này được tốt hơn so với trước. Ok, nãy giờ quá nhiều tin buồn rồi, giờ đến những tin vui nào. Hoàng đế Surima Ozir tiếp tục sẽ có thêm một đợt tăng sức mạnh trong phiên bản lần này, nhằm đưa hắn ta về lại với ngai vàng vốn có trước đây. Cụ thể thì năng lượng khởi điểm tăng từ 438 lên 480. Chiêu cuối phân chia thiên hạ được tăng thêm một binh sĩ mỗi cấp, tức giờ đây sẽ là 6, 7, 8 binh sĩ cát theo cấp độ. Điều này giúp cho Ozir được combo dễ trúng hơn, linh cát cũng chia cắt được nhiều người hơn và sát thương từ đó cũng được gia tăng. Ông già lái máy bay Corki được tăng sức mạnh ở chiêu W, thảm lửa, khi ở dạng cường hóa và hàng tiếp tế. Mình hay gọi vui là khi ở chế độ B52, lượng sát thương gia tăng, thời gian duy trì đốt tăng thêm 0,5 giây, từ 1 lên 1,5 giây. Và ngoài ra còn làm chậm các tướng địch bị trúng trực tiếp, cũng như là bị đẩy lùi ra 2 bên trong 1,5 giây. Đơn giản là gói hàng của Corki sẽ chất lượng hơn mà thôi. Ezreal sau khi bị mất đi viên ngọc đạo trích, tiếp tục loay hoay trên con đường tìm lại chính mình. Thế nên giờ đây hắn ta được buff nhẹ một xíu ở chỉ số cơ bản. Năng lượng nhận được thêm mỗi cấp tăng từ 42 lên 50. Ngoài ra tốc độ đánh nhận thêm mỗi cấp tăng từ 1,5% lên 2,5%. Dư lượng DPS của anh chàng này ổn định hơn về sau trận đấu. Galio được tăng thêm một chút sức mạnh ở chiêu Q khi điểm lốc xoáy được tăng thêm 0,5 giây duy trì, từ 1,5 lên 2 giây và kéo theo đó là số lần lốc xoáy kích hoạt sát thương cũng tăng từ 3 lên 4, hỗ trợ Galio đẩy lính và gây sát thương một cách tốt hơn. Cái tên duy nhất trong khu vực đi rừng được tăng sức mạnh lần này là Sejuani. Cô nàng này sẽ có thêm 10% tốc độ đánh khởi điểm từ cấp 1, kéo theo đó là việc nội tại sẽ được kích hoạt luôn hiệu ứng mỗi khi nhận sát thương từ quái rừng nhỏ, thay vì chỉ quái khủng hoặc tướng như trước đây. Đơn giản là từ giờ, Sejuani sẽ dọn rừng lúc đầu nhanh hơn và đỡ mất máu hơn so với trước. Thế nên lời khuyên từ mình là anh em nào thích xem phim Hell, thích chơi Hell thì có thể tập Sejuani ngay từ bây giờ nha. Và vị tướng cuối cùng được Riot để mắt tới lần này là Malfoy Yuumi. Một đợt tăng sức mạnh nữa cho cô nàng này khi năng lượng tiêu hao cho chiêu Q cố định ở 90, thay vì tăng dần theo cấp độ như trước. Ngoài ra thì kỹ năng này giảm đi một chút sát thương cơ bản, nhưng bù lại có thêm một lượng sát thương nữa dựa theo phần trăm máu hiện tại của mục tiêu, giúp nó có ích về sau trận đấu hay khi trúng vào tướng đỡ đòn đối phương. Hiệu ứng câm lặng giờ đây sẽ không bị tính là hiệu ứng khống chế, khiến Yuumi phải mất 5 giây mới nhập lại được vật chủ như trước. Cuối cùng thì chiêu E tăng động giảm một chút hồi máu cơ bản, nhưng tăng thêm dựa trên tỷ lệ sát thương phép thuật mà Yuumi có trong người. Thế nên có thể xem đây là một đợt buff nhẹ cho cô nàng mèo bé nhỏ này, sau khi cơ chế chiêu thức thay đổi theo hướng bất lợi đôi chút cho những Yuumi player so với trước đây. À mà khoan đã, ở phiên bản 10.3 này
các tướng đi rừng cũng sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi sự thay đổi về kinh nghiệm khi đi rừng đấy ạ. Cụ thể thời điểm kinh nghiệm nhận được từ quái rừng to tăng lên một chút, từ 50 lên 60, nhưng điểm kinh nghiệm nhận được thêm từ bãi quái rừng to đầu tiên giảm xuống từ 165 xuống còn 150. Ngoài ra thì giờ đây ông nào đi rừng mà cứ thích ra đường farm lính người khác thì sẽ bị giảm đi lượng vàng có được trên mỗi lính từ trừ 10 thành trừ 13, tức nhận được vàng từ lính ở đường ít hơn. Và điều này chỉ bị xóa bỏ sau phút thứ 14, thay vì khi hoàn thành đồ đi rừng như trước. Điểm kinh nghiệm từ hai bãi quái bùa xanh và bùa đỏ giảm xuống từ 115 xuống còn 110. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bãi người đá Croc. Giờ đây tổng lượng kinh nghiệm và vàng khi các bạn ăn được bãi đá này hoàn chỉnh sẽ tăng lên. Nhưng con người đá to nhất nếu ăn được sẽ giảm đi về kinh nghiệm và vàng so với trước. Đổi lại, con người đá vừa và nhỏ lại tăng lên. Điều này có nghĩa là về cơ bản bạn phải dọn sạch bãi quái nếu muốn hưởng lợi tốt nhất từ đó. Và cái trò ăn con to bỏ mứa con nhỏ sẽ không khiến cho bạn có lợi đâu nha. Một điểm nhỏ nữa là điểm kinh nghiệm nhận được từ quái rừng, nhận được ở tầm cấp độ từ 4 đến 6 sẽ tăng thêm đôi chút, giúp bạn dễ dàng cân bằng với đường và tạo ảnh hưởng với họ sớm hơn. Vâng, vừa rồi là toàn bộ những thay đổi được Cà Phê Liên Minh tổng hợp nhanh trong video này, kèm theo một ít nhận xét và đánh giá. Khá là dài phải không nào? Hy vọng anh em có thể tiêu hóa hết được đống thông tin này. Và mình khuyên mọi người nên coi kỹ lại một vài lần để nắm rõ hơn nha. Có đông nào lười thì đây, thứ đang hiện trên màn hình là hình ảnh rút gọn danh sách các tướng được tăng giảm sức mạnh cho phiên bản lần này. Đừng quên like, share video nếu bạn thấy nó hay và hữu ích nha. Cũng như subscribe để ủng hộ tụi mình cho những video sau nữa. Cuối video thì xin gửi đến anh em một đoạn ngắn mà mình vừa cover trong một bài hát gần đây trên kênh nhạc của mình. Anh em nghe qua thấy hay thì ghé kênh Mai Tài Official mà mình để link ở bên dưới để có thể nghe được cả đống bài và ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Những ngày tháng rớt cơ, nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hay ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu, chiếc xe cùi bắp mê bánh ngoài đường hay ta thấy bình thường, dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiếu gõ và mì gói nước sôi, thêm cay trứng gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chợt ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau.